Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tạp chí khoa học công nghệ và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Vaccine COVID-19 của Việt Nam sẽ được tiêm thử nghiệm trên người. Cảnh báo phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm trên điện thoại. Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời và hệ thống não đảo tự động. Sau đây là nội dung chi tiết. Việt Nam sẽ chính thức khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 đầu tiên. Đây là thông tin nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận trong những ngày vừa qua. Theo Bộ Y tế, hiện các công đoạn chuẩn bị cho quá trình thử nghiệm lâm sàng đã hoàn tất với sự kiểm tra chặt chẽ về các tiêu chí an toàn của vaccine. Vaccine COVID-19 được thử nghiệm trên người lần này là do công ty Nanogen TP.HCM nghiên cứu phát triển. Theo đó, Nanogen sẽ phối hợp với Học viện Quân y chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam từ ngày 10 tháng 12. Sau đó, một tuần sẽ tiến hành tiêm mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên. Đến thời điểm này, các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng. Trong đó, ba đơn vị là IVAC, VABiotech, Nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và hiện đang đánh giá tính an toàn, tính miễn dịch của vaccine trên động vật. Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo phần mềm gián điệp đặc biệt nguy hiểm trên điện thoại. Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng công nghệ VoIP tạo lập các số điện thoại ảo, giả mạo số điện thoại công khai của các cơ quan thực thi pháp luật, gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị điều tra, nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ khởi tố. Sau đó chúng yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android, yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm mang tên Bộ Công an. Sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên Bộ Công an, các thông tin cá nhân sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý. Các đối tượng có thể điều khiển điện thoại di động của người dùng từ xa mà chủ điện thoại không hề hay biết. Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng, tuyệt đối không truy cập các trang tin không chính thống, không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống. Nếu người dùng điện thoại hệ điều hành Android đã cài đặt app giả mạo Bộ Công an nêu trên, cần nhanh chóng kiểm tra, thông báo ngay cho ngân hàng qua tổng đài hỗ trợ 24/7 và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt đề án phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, chú trọng đổi mới sáng tạo, chủ động tích cực tham gia và ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đề án, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được đẩy mạnh ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Trong đó, các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã là trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ là chủ thể nghiên cứu chủ yếu. Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung đầu tư của nhà nước vào các lĩnh vực trọng điểm ưu tiên. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, rút ngắn thời gian sản xuất, tăng lượng nước mắm cốt nhiều hơn 30%, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giảm chi phí lao động. Đây là những ưu điểm của công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời và hệ thống não đảo tự động đang được triển khai thực hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Gắn bó với nghề sản xuất nước mắm truyền thống nhiều năm, anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng, hiểu hơn ai hết về nỗi vất vả của nghề. Sau nhiều năm nghiên cứu và học hỏi, nhận thấy ở Thanh Hóa, nước mắm chủ yếu được sản xuất bằng phương pháp lên men truyền thống. Nhiệt độ là yếu tố quyết định thời gian chín, hương vị, màu sắc của nước mắm. Tuy nhiên do điều kiện khí hậu ở tỉnh ta rất khắc nghiệt, vì thế đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghề chế biến nước mắm của người dân. Mặt khác, người dân gặp khó khăn bởi chi phí lao động cao cho việc chiết, rút nước mắm, náo đảo và rang phơi, có thể gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Thời gian chế biến kéo dài, sản lượng thấp. Trong khi người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang các sản phẩm nước mắm truyền thống, vừa đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cao, vừa đáp ứng tốt các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trước thực trạng đó, anh Nguyễn Văn Tuyến cùng với nhóm nghiên cứu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến hải sản Ba Làng đã đề xuất dự án ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất nước mắm truyền thống tại Thanh Hóa. Công nghệ mới này là một sự thay đổi lớn trong nghề chế biến nước mắm, giúp cho người làm nghề chuyển dần từ hình thức chế biến thủ công sang chế biến mang tính công nghiệp nhưng vẫn giữ được hương vị tự nhiên và chất lượng của nước mắm. Qua cái dự án đây thì tôi thấy nó rút ngắn lại được một nửa thời gian và dự trù cho cái sản phẩm này nó sẽ phục vụ vào Tết sắp tới luôn. Thì tôi thấy cái này thì nó tốt và nó đảm bảo được vệ sinh, thứ nhất là mình sẽ làm ở trong nhà. Và cái hơi nó thì nó tự nó bay ra ngoài trời, mình làm không khí á, thì nó không có cái mùi cảm quan bên ngoài. Và sắp tới đây thì tôi muốn nhân rộng là tôi sẽ làm cái nhà màng cho các cái mô hình ở ngoài trời đấy, để đưa cái khoa học công nghệ này vào để áp dụng để cho nó đảm bảo được cái vệ sinh cảnh quan và cái môi trường nó tốt hơn. Dự án được thực hiện trong vòng 24 tháng từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021 với mục tiêu tiếp nhận và hoàn thiện được quy trình công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động để sản xuất nước mắm truyền thống. Thiết kế, chế tạo và lắp đặt được hai dây chuyền công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động để sản xuất nước mắm truyền thống với công suất 100.000 lít nước mắm một năm. Sản xuất được tối thiểu 200.000 lít nước mắm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5107-2018. Ưu điểm nổi trội của công nghệ mới này là giảm một nửa thời gian sản xuất từ 15 đến 18 tháng xuống còn từ 8 đến 10 tháng. Thiết bị công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động có tác dụng gia nhiệt và giữ ổn định nhiệt độ, tăng diện tích tiếp xúc giữa enzyme và các chất của quá trình lên men trong sản xuất nước mắm truyền thống. Nhờ đó quá trình lên men được nhanh hơn, triệt để hơn, hạn chế bay hơi nước mắm. Mặt khác, quy trình chế biến khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, năng suất chất lượng sản phẩm được nâng cao, giảm chi phí nhân công trong quá trình sản xuất. Trước kia thì công ty là sản xuất một vũ nước mắm để đạt ra sản phẩm như bây giờ thì là phải ít nhất là 18 đến 22 năm, nó là 24 tháng thì mới ra được sản phẩm. Khi chúng tôi tận dụng khoa học kỹ thuật và áp dụng được nhà nước hỗ trợ thì làm thì nó rút ngắn được rất nhiều. Đến 12 tháng cũng đã đạt tới cái độ đạm đó là 35 độ đạm. Trên đầu cá và cá cũng đã đủ chín và đã đưa đi kiểm nghiệm. Và sau đó chúng tôi đã tiến hành đã đóng rồi, đóng và đi ra thị trường họ rất ưng cái sản phẩm mới này. Theo đánh giá từ các chuyên gia, công nghệ ứng dụng năng lượng mặt trời gắn với bộ ổn nhiệt và hệ thống náo đảo tự động trong sản xuất chế biến nước mắm là công nghệ có nhiều đặc điểm ưu việt so với phương pháp thủ công. Mặt khác, công nghệ này có chi phí đầu tư không lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm và tổng mức đầu tư nên hoàn toàn có thể phù hợp với cả các hộ sản xuất cá thể công suất nhỏ. Vì vậy, việc ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả dự án có thể thực hiện một cách hiệu quả tại địa phương. Sau khi dự án kết thúc, công ty sẽ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và ứng dụng công nghệ của dự án. Công ty sẽ cùng với đơn vị đồng thực hiện tiếp tục hoàn thiện công nghệ để có sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Kế hoạch tiếp theo là cái giá thành. Và từ cái giá thành thì tôi sẽ đẩy cao được cái vấn đề là làm marketing lên, thương mại và tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn. Và sẽ quảng bá, sắp tới tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy cái mô hình. Mô hình là mình sẽ làm những cái vệ sinh sạch sẽ, các tác động bên ngoài không có. Và nó không có ảnh hưởng thì tôi nghĩ là chắc chắn là người tiêu dùng sẽ ủng hộ cái chuyện đấy. Hiện nay người tiêu dùng đang dần e ngại khi có nhiều sản phẩm nước mắm công nghiệp chứa thành phần hóa chất độc hại cho sức khỏe và đang dần hướng đến sản phẩm nước mắm truyền thống. Do đó, việc áp dụng triển khai dự án thử nghiệm tại cơ sở sản xuất nước mắm Ba Làng được xem là hướng đi mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển của doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Đời sống hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.